Cho em phải biết cái vấn đề này không? Tiền á, nó có cái giới hạn. Nó có cái giới hạn. Giới hạn là gì? Là thí dụ như anh mua hai dĩa mà heo quay, gà quay gì đó, vịt quay ở đây, mà mình có ăn hết hai dĩa không? Không. Sao anh mua ba tô hoành thánh, canh hoành thánh cho tụi em á, tụi em có ăn hết không? Không, mình chưa ăn hết 50%, mình chưa ăn được 30% cái đoạn mình anh mua nữa. Không, thì cái đó chứng minh là gì? Chứng minh là mình có nhiều tiền của mình không phải tiêu hết. Đúng rồi, là mình làm tiền á, ví dụ như mình nghèo đi, mình làm tiền á, nó sẽ tăng cái chất lượng mình lên, tăng lên, cái chất lượng cuộc sống mình, cuộc sống cơ bản của mình đó, nó sẽ tăng lên. Đó, mình ăn mì gói, bây giờ mình ăn mì hoành thánh. Hồi đó đó mình ăn đó là cá sặc cá bông, xong bây giờ mình ăn heo quay vườn quay đồ được không? Thì đó là bây giờ mình tăng lên là không, mà nó có cái gì? Tại sao? Tại một ngày mình chỉ có ăn được có 3 bữa, mình có, như anh đó ăn một ngày anh ăn chỉ có 1-2 bữa thì nó sẽ gặp cái giới hạn. Không, chứ không phải là mình làm tiền á, cái chất lượng nó tăng bên ngoài, có không phải thực tế. Một ngày anh chỉ uống được có bao nhiêu chứ dừa, em nghĩ thôi, anh có bao nhiêu tiền đi, một ngày anh chỉ uống được có mẹ 7-8 chén dừa, cao lắm 7-8-9-10 chén dừa thôi, chứ uống nhiều nữa bây giờ không. Thì lúc mà mình cái chất lượng cuộc sống mình nó sẽ tăng lên xong tới có cái mức đó mà nó chỉ đi ngang này, nó khó tăng lên được. Nó sẽ tăng lên gì theo 45 độ đi, rồi xong nó từ từ nó đi ngang gì này, nó không phải bằng gì mà nó đi ngang gì này. Tại sao? Tại thân thể mình nó có giới hạn, dễ thôi, nó có giới hạn gì, một ngày ăn được bao nhiêu, tầm 2-3 bữa là cao. Đúng rồi, em ăn được bao nhiêu, cái tướng em có thể cũng khỏe bao nhiêu khỏe đi, nó cũng ăn được bao nhiêu rồi không. Rồi xong quần áo em đó, một ngày mặc bao nhiêu quần áo, như anh mua 30 cái áo này á, mà sao anh mặc được lợi vậy. Rồi xong như em mà khi anh nói là em phải mua mấy cái áo khác này cũng khỏi, em cho anh ăn món mặn nữa, anh sao vậy? Vừa anh không thoải mái này. Đúng rồi, không thoải mái anh mặc cái bông nó không có mà cái màu nó không có mà gì đó, nó không có tan màu, đúng không? Anh giặt bao nhiêu giặt cái bông nó không có tan màu, sau anh giặt xong anh phơi nó khô cái bông nó thẳng ra không có ngủi. Thấy không? Thì đó là nó đặt được hết trơn mấy cái điều kiện mà anh cần trong cái áo bông thì anh mặc gì rồi đủ. Thấy không? Em cho anh mấy cái áo mà LV hay là mấy cái áo thương hiệu mà Gucci gì đó không? Anh không mặc nữa. Ừ. Không, là ý nói không là mình gặp cái giới hạn đó rồi. Là một ngày mình chỉ ăn được bao nhiêu đó, một ngày mình chỉ mặc bao nhiêu quần áo đó. Không. Thì á là em mà có nhà ở, em có xe chạy, rồi em cần gì nữa? Trong cái cuộc sống cơ bản á, không? Là nó chỉ tới mức đó này. Em có đủ tiền đó là mỗi lần bị bệnh đó, em đi khám bệnh đồ này nọ thì em đủ tiền mua thuốc rồi, em xài tiền cho gì nữa? Học hành. Không, mong cũng mà em đủ tiền để xài cho cái cuộc sống cơ bản của em rồi đó không? Và sau đó là chỉ sĩ diện thôi. Thì sĩ diện đó thì nó không có giới hạn. Mặt mũi, cái cuộc sống cơ bản thì nó có giới hạn. Còn cái mặt mũi thì nó không có giới hạn. Không, không lẽ anh ăn một ngày anh ăn một con vịt á, em ăn được 10 con vịt hả? Đâu được đâu, không lẽ anh một ngày uống 10 trái dừa đi, không lẽ em uống được 100 trái hả? Đâu được đâu, đúng không? Mà trở lại đó, như anh mua cái đồng hồ Rolex đi, em đi mua cái đồng hồ Richard Mille được, thấy không? Anh mua đồng hồ này 400 triệu phải không? Em đi mua cái đồng hồ 4 tỷ được, thấy không? Xong nó chạy ra nó mua cái đồng hồ 40 tỷ được. Thì cái mặt mũi thì nó không có giới hạn, cái sĩ diện thì nó không có giới hạn. Mình có bao nhiêu tiền thì mình xài hết được hết trơn, không có bao giờ nó có cái hạn mức hết trơn. Tên hiểu không? Ok. Còn cái vấn đề cuộc sống cơ bản á, thì là nó có cái giới hạn. Ở Mỹ á, thì nó cỡ 200-250 triệu một tháng. Ở Việt Nam á, anh nói rằng là cỡ nó giữa cỡ 15-35 triệu một tháng. Đúng không? Tại vì em muốn thí dụ như mình nói thí dụ đi ha, mình muốn ăn cái bữa ăn á mà nó 100 triệu đi, ở Đà Nẵng đi, em ăn ở đâu?
quán hải sản. Không. Không, không có cách nào mình ăn quán hải sản mà tới 100 triệu được hết trơn. Tại sao? Tại anh nó đi rồi, anh biết. Mấy con tôm hùm nó 4-5 triệu một con gì đó thôi. Ăn nhiều ăn, em cũng không ăn được đó, 100 triệu. Anh đã thử rồi. Nếu một mình thì không bao giờ ăn được. Không, em đem nguyên gia đình đi cũng không được. Tụi em hiểu chưa? Bởi tụi em muốn là ăn uống một ngày 100 triệu đi, cũng không có nữa. Nó không có. Hết nhu cầu cơ bản thì chỉ đến nhu cầu xong cái nhu cầu cơ bản đó là nó chỉ phần cái nhu cầu cơ bản ở đây phải không? Như em tới đây tới cái nhu cầu cơ bản này đi không? Từ đây tới đây là cái nhu cầu cơ bản đi, nó là khoảng 15 tới 35 triệu một tháng. Sau đó từ đây trên đây bọn mình chỉ sĩ diện rồi. Tại vì tụi em sống trong cái văn hóa sĩ diện lâu rồi, ở Việt Nam nó tụi em không thấy được. Nếu như cái người mà họ ở trong cái chỗ mà cái phòng keo cây mà nó thuốc tối ngày đó không? Họ không thấy là quần áo họ nó hôi. Đúng rồi, tôi không thấy được. Giống như trong sách Phật, ông Phật nói là mình trong cái sương mù á, mình ở đó lâu quá mình không biết là quần áo mình nó ướt hết chừng. Không, bởi tụi em khó thấy được. Thường như anh có mấy bà con anh em nữa, họ ở đây dư sức á, nghỉ hưu lâu rồi. Họ dư sức nghỉ hưu á 10 năm, 15 năm trước rồi. Mà họ không biết, tại vì họ đã vượt qua cái số lượng cơ bản của họ rồi đó bông. Xong họ đang làm ở trên đây đó, xong họ chỉ tranh đua với mấy người khác để sĩ diện đó bông, mà họ không biết. Họ tưởng là họ không có đủ tiền để sống. Mà cái thực tế họ đủ sống lâu hết mười mấy năm rồi. Mà họ không thấy mình nói sao nói, họ không thấy được. Tụi em hiểu không? Mình nói rằng đó là anh chị đang làm cái tiền nó để sĩ diện chứ đâu phải để ăn sống cơ bản đâu. Tại vì mình nói dù cơ bản là anh chị đó làm cái số tiền nó lâu rồi. Mà họ không thấy được. Mình nói sao nói họ không thấy được. Mà nếu mà tụi em mà thấy được đó thì nó sẽ giúp cho tụi em đó là nghỉ hưu sớm hơn. Này, thì bên phe của tụi anh đó là mấy thằng bên của tụi anh đó của tụi anh thấy rằng đâu mình làm vừa đủ cái số lượng này gọi thôi. Mình đi làm thêm nữa làm gì? Em mà đeo đồng hồ á là 100 triệu hay là 1 tỷ hay là 10 tỷ hay là 100 tỷ cậy em. À không có thì giờ để tranh đua mấy chuyện tào lao gì. Không? Tại vì anh tranh đua với em mới nhức đầu thêm nó thêm phức cho anh thêm danh thôi. Em nghĩ anh Tài bây giờ muốn giúp đỡ. Đúng rồi, thì anh muốn là cho giúp đỡ cho nhiều đứa trẻ ở Việt Nam đó để cho nó mạnh mẽ thêm. Tại vì anh thấy nữa là mình đang liền bây giờ đó là cái nước Việt Nam mình đó, nó bị tấn công. Hồi xưa đó, phải không? Hồi xưa đó là mình bị là tụi Pháp, tụi Trung Quốc, tụi Mông Cổ, tụi Mỹ nó tấn công nó vô nó chiếm đất nước Việt Nam mình á. Thì cái đó dễ thấy lắm. Không mà tụi Mông Cổ nó chạy, nó cởi ngựa xuống nó chiếm đất mình á. Nó lấy tên nó bắn mình á. Xong nó tàu thuyền của nó xuống mà tàu chiến của nó xuống đậu vô bến mình để nó nhảy xuống nó bắn tên, nó lấy đá nó ném vô đầu mình á bông. Cái mình dễ thấy lắm, mình đỡ được. Cứ mà tụi Pháp nó qua chiếm đất mình, nó lấy súng nó bắn, nó lấy xe tăng nó bắn, xong nó lấy mìn nó thảy trên đầu mình đó không? Thì đó mình đỡ được. Còn liền bây giờ đó là mình bị là mấy cái nước Tây nó tấn công cái nước Việt Nam mình đó, là nó đang làm cái gì? Nó đang đó là truyền thông đó, cho cái người đàn ông mình đó, nó ốm yếu thêm. Tính gì ạ? Dễ kiểm soát. Để dễ kiểm soát, dễ điều khiển, như dễ chiếm đất. Bây giờ đó là ngày xưa đó, là nó chiếm đất đó, là bằng mìn, bằng bom, bằng trực thăng, bằng súng ống. Bây giờ đó, nó chiếm đất bằng cái gì? Bằng cái văn hóa, đúng rồi. Và đang dạy cho người đàn ông mình ở Việt Nam là cái văn hóa ốm yếu. Còn không có ai chống đối lại. Bởi vì anh làm cái đại quanh đó, nói giờ bông là anh không muốn là không phải là người Việt Nam mình không, mà người Mỹ, xong rồi người Tây Ban Nha, người nước nào gì đó bông, là mấy cái thằng mới đang cầm quyền bên miền Tây đó, nó muốn là mấy cái nước khác, không phải nước Việt Nam không, mà nước nào gì đó, là nó ốm yếu hết trơn. Xong bên phe của tụi anh á, không thích nhiều. Tụi anh tin rằng á, là người đàn ông phải ra đàn ông, người phụ nữ phải ra phụ nữ. Đúng không? Con gái phải nữ tính, còn con trai á, là phải nam tính. Nó dễ nhiều. Mình nghe thì nó dễ lắm. Đúng không? Mà hết trơn, phần lớn á, mấy trường bên Mỹ á, liền giờ nó đang dạy cho mấy đứa con trai thành 3D hết trơn. Thì anh nói vậy thì tụi em không tin. Tụi em không khó tin được là cái chương trình của nhà nước á, mình nó cố tình nó mới dạy cho là con trai 3D hết trơn á, xong con gái thành con trai hết trơn á, bông đỉnh chi à, để nó cầm quyền được lâu á, dễ nhiều.
không? Nó thiến em rồi á, bông nó thiến chứng giám rồi em kiếm chuyện nó làm gì đúng không? Okay.